Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh bán nhà chính chủ Sài Gòn ha. Thì hiện tại thì Ngũ Hoàng đang có mặt tại vị trí mặt tiền đường của đường Liên Xu 16-18 này của chú anh chị. Đối diện của chú anh chị mình là mặt tiền đường nha, và hiện tại là đang thuộc số 71 của đường Liên Khu 16-18 thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân ha. Cái hướng này là của chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên trục đường chiến lược nha, ngay chỗ góc ngã ba chiến lược giao với lại cái đường Liên Khu 16-18 nè. Hướng này mình rẽ tới trái, của chú anh chị mình sẽ về ngay chỗ chợ Bình Trị Đông mới và chợ Bình Trị Đông cũ. Còn mình rẽ tới phải mình đi về hướng đi về bên Tân Hòa Đông ha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại đây để review cho chú anh chị mình một cái ngôi nhà hiện tại đang thuộc cái con hẻm 72 của đường Liên Khu 16-18 thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Ngôi nhà có kết cấu là một trệt 3 lầu của chú anh chị ha, có sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ nha, gồm 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Còn cái hướng này là của chú anh chị mình sẽ di chuyển về bên mặt tiền đường của đường tỉnh lộ 10 ha. Ở hướng này của chú anh chị mình về chuyển về mặt tiền đường đường tỉnh lộ 10. Đầu đường là nó sẽ có một cái trường, đó là trường Bình Trị 2 của chú anh chị ha, và kế bên là cái ngân hàng ACB. Còn của chú anh chị mình rẽ phải là của chú anh chị mình di chuyển về bên chợ Bình Trị Đông cũ ha, hướng đi về bên khu tên lửa nè, rồi mình hướng đi về bên văn phòng và phòng công chứng của chú chị. Phòng công chứng có một cái phòng công chứng ở ngay chỗ 759 của tỉnh lộ 10 của chú chị. Còn mình di chuyển bên tay trái của chú chị mình di chuyển về bên quận 6 nha, hướng đi về bên quận 6, về ngay chỗ chợ Cây Gia Xà, hướng về quận 6 nha. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại đây để review cho chú chị mình một cái ngôi nhà. Hiện tại là ngôi nhà của mình là hẻm xe hơi vào tầng vị trí ngôi nhà của mình được luôn cô chú anh chị. Đây cái đường của mình đây ha, ở hẻm này là hẻm rộng khoảng cỡ chừng là 5m nha. Hẻm này hẻm bê tông và hướng này sẽ là đi thông luôn, hẻm này sẽ đi thông. Và ở đây thì ở đây xây nhà cao tầng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Khu này là khu dân cư hiện hữu ha, không quy hoạch nữa cô chú anh chị ha, khu dân cư hiện hữu không quy hoạch cô chú anh chị. Đường này thì xe hơi xe tải mình di chuyển thoải mái nha. Vô bên trong đó cô chú anh chị mình rẽ tay trái là mình tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Hiện tại thì ngôi nhà này đang thuộc hai sẹt của đường Liên Khu 16-18 nha. Ở đây thì hiện tại đang thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nè. Ở cô chú anh chị mình khu vực xung quanh đây, nhà cao tầng rất là nhiều nha cô chú anh chị. Bên tay trái và bên tay phải đều là nhà cao tầng cô chú anh chị ha. Nhà này sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ nha cô chú anh chị. Mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng cái căn nhà này đó là 2 tỷ 180 triệu cô chú anh chị ha. 2 tỷ 180 triệu nha. Sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ nha, hoàn công một trệt 3 lầu của chú anh chị ha. Đó, hoàn công một trệt 3 lầu. Rồi hướng này mình di chuyển vô bên trong để trái nha cô chú anh chị nha. Để trái là mình tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Đó, thì nếu cô chú anh chị nào đang quan tâm cái bất động sản này, mình có thể liên hệ ngoài với số điện thoại 0901796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình có thể chia sẻ cái video này ha. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất của chú anh chị nha. Ở khu này là khu nhà lầu cao tầng hết nha cô chú anh chị. Ở được xây là một trệt 3 lầu hết, nhà mới đẹp ha. Ở khu hiện hữu nha cô chú anh chị ha, không quy hoạch nha. Ở không quy hoạch cô chú anh chị nha. Ở hẻm này hẻm thông. Hẻm này mình đi thông nha. Hẻm này mình hướng vô đó là mình đi thông á cô chú anh chị. Và bên tay trái này sẽ là vị trí ngôi nhà của mình nè. Vị trí ngôi nhà của mình đó thì mình sẽ rẽ tay trái này mình di chuyển vô bên trong. Thì ở đây thì sẽ là giáp ranh với lại quận 6 nha. Nhà mình thì giáp ranh với lại quận 6 của chú anh chị ha. Ở bên trong này, ở cái căn nhà của mình đây nè, một trệt nè, 3 lầu ở bên trên nè của chú anh chị. Ở một trệt 3 lầu đó đó ha. Ở thì cái hẻm trước nhà của mình nó rộng khoảng cỡ chừng là 4m rưỡi đến 5m nha. Hẻm bê tông 4m rưỡi đến 5m nha cô chú chị ha. Bên trong này thì có khoảng cỡ chừng là 8 đến 9 căn nhà thôi. Và từ đây á cô chú chị mình ra mặt tiền đường của đường Liên Khu 16-18 thì khoảng cỡ chừng là 100m hơn thôi. 100m thôi cô chú chị là mình tới rồi ha. Đó, 100m rồi mình tới ra cái mặt tiền đường luôn. Ở mình để trái thì mình ra tỉnh lộ 10. Còn mình để phải thì mình ra bên chiến lược nha. Ở đây thì thuận tiện trong cái việc mà mình di chuyển hướng về các quận trung tâm nó cũng khá là gần, giáp ranh với là quận 6. Đặc biệt á là ngôi nhà mình cái công năng sử dụng là nó tới 3 phòng ngủ lần, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Và hiện tại ngôi nhà của mình đang có hướng chánh là thuộc hướng Tây nha. Thuộc hướng Tây nha cô chú anh chị. Nhà mình hiện tại đang thuộc hướng Tây. Ở sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ cô chú anh chị nha, pháp lý rõ ràng, mua bán ký công chứng sang tên lúc nào cũng được luôn. Sổ đang nằm tại nhà luôn cô chú anh chị ha. Hẻm này là hẻm thông nha. Ở hướng này mình di chuyển hẻm thông nè. Ở vô bên trong đó của chú anh chị mình rẽ phải là hẻm thông nha. Hẻm thông ở bên tay phải nha cô chú anh chị. Đó, hẻm ở đây thông. Nói chung là ở đây thì khu dân cư hiện hữu ha. Khu dân cư hiện hữu nha cô chú anh chị, không có quy hoạch nha. Đó, cô chú anh chị mình sẽ thấy phía ngoài đó, đó là nhà cao tầng không phải không? Nhà 3 lầu, nhà 4 lầu không. Bên kia có nhà 5 lầu nữa cô chú anh chị nha. Hiện tại thì đang xây căn hộ dịch vụ ha. Ở hướng này ra mặt tiền nó cũng khá là gần nha. Ở đây thì gần ngay chỗ trục đường tỉnh lộ 10 á. Rồi giờ Ngũ Hoàng sẽ đi vào bên trong để review ở bên trong cho quý anh chị mình xem. Đó, vào bên trong để review nha.
đây cái căn nhà của mình đây nè quý anh chị ơi, căn nhà của mình trước mặt đây, căn nhà này một trệt ba lầu nè, ở căn nhà một trệt ba lầu nha, lầu 1 của ngôi nhà mình đây, lầu 2 đây, ở bên trên thì có lầu 3 ha. Khu vực này sẽ là khoảng không gian khu vực lan can của ngôi nhà nè, lan can lầu 1, lan can lầu 2 nè cô chú anh chị. Và lầu 1, lầu 2 thì có cửa chính, cửa sổ nha. Còn riêng cái lầu 3 đó là chỉ có cái cửa sổ thôi, không có cửa chính cô chú anh chị nha. Thì bên trong này thì có khoảng cỡ 4 đến 5 căn nhà thôi. 4 đến 5 căn nhà thôi ha cô chú anh chị ha, là hết rồi. Đó, nhà mình đây. Đó, gạch ốp cao ráo lên tới bên trên nè cô chú anh chị, ốp xung quật xung quanh cao ráo ha. Nhà hiện tại đang thuộc con số là 72 sẹt mà 37 D. Đường liên khu 16-18 thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nha. Đó, thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Nhà sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Ngôi nhà mình á, hiện tại bề ngang á là 3m4 nha quý chú chị. Ngang 3m4 và chiều dài của ngôi nhà mình là 4m nha. Đó, một trệt 3 lầu của chú chị ha. Sổ hồng riêng nha. Và ban công của ngôi nhà mình là được chỗ ra thêm là 9 tấc nha quý chú chị nha. Thì lên bên trên của lầu 1 và lầu 2 á, là ngôi nhà mình là 4m9, còn riêng ở dưới tầng trệt này á, là chiều dài là 4m nha. Ở dưới tầng trệt thì chiều dài 4m và lầu 3 là chiều dài là 4m, còn riêng lầu 1, lầu 2 á, là chiều dài tính luôn cái ban công là 4m9 nha. Ngang là 3m4. Đó, thì đường ở đây là đường rộng khoảng có 4m rưỡi nha cô chú chị, khoảng có 4m rưỡi đến 5m ha. Xe hơi mình vào đến tận vị trí ngôi nhà của mình được luôn. Ở nhà sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ. Tổng diện tích sử dụng của ngôi nhà này là 60,8m² nha. Tính luôn 3 lầu nha cô chú chị. Một trệt 3 lầu là 60,8m² nha. 60,8m². Ở bên này thì gạch ốp cao ráo lên tầm khoảng có 1m2. Nói chung là toàn bộ dưới đây là ốp cao ráo lên tầm 1m2 hết cô chú chị. Ở khu vực này nè, ốp cao ráo hết. Này sẽ là khoảng không gian khu vực gian bếp của ngôi nhà mình. Bồn rửa chén ở đây. Rồi bên này sẽ là khu vực toilet ha. Cầu thang thì mình di chuyển lên bên trên. Cầu thang là cầu thang sắt nha cô chú chị. Nhà mình thì có sử dụng là máy bơm đẩy nha cô chú chị. Đó, được trang bị máy bơm đẩy ở bên này luôn. Rất là tiện ha. Ở đây khu vực này thì chắc là thiết kế mình để máy giặt ở đây được nè. Bồn rửa chén ở đây nha. Bên trong này sẽ là toilet của ngôi nhà mình đây. Đó, toilet này cô chú chị. Vòi sen tắm đồ đầy đủ hết ha. Gạch thì cũng ốp cao ráo lên tầm 1m rưỡi nha. Đó, có cửa nè. Cửa này cửa nhựa nha cô chú chị ha. Cửa nhựa, cửa lùa. Cửa lùa, cửa xếp nha. Cửa xếp ở đây. Còn phía bên này sẽ là khoảng không gian khu vực toilet đó, quên, khu vực gian bếp của ngôi nhà mình nó nằm ở bên này. Gian bếp thì nói chung là nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi cô chú chị. Mình về mình có thể mình làm thêm mấy cái hệ thống tủ ha. Ở hệ thống tủ nhôm ở bên trên và bên dưới nha cô chú chị, để cho nhìn nó lịch sự hơn ha. Với lại chủ cũng có xây một cái bức tường ở đây nè. Đó, bức tường ngăn cái phong thủy nha cô chú chị nha. Đó, hệ thống đèn đồ đầy đủ hết, để Hoàng bật đèn cho cô chú chị mình xem. Rồi Hoàng giờ đi qua bên này lên cầu thang nè. Cầu thang này là cầu thang bằng sắt nha cô chú chị. Và nhà mình thì hiện tại chỉ có một lớp cửa thôi, là một lớp cửa sắt kéo lùa đó cô chú chị ha, kéo lùa hai bên nha. Đồng hồ nước, đồng hồ điện nhà mình là điện nước, nước chính của nhà nước nha. Đồng hồ điện của nhà mình thì nằm ở bên tay trái nè, còn đồng hồ nước thì nó nằm ở bên ngoài này cô chú chị, nằm phía bên ngoài này nè cô chú chị nha. Nó có cái hộp ren đó cô chú, hộp cái hộp đựng cái đồng hồ nước đó cô chú chị, nó nằm ở phía bên ngoài ha. Đó, điện nước là của nhà nước nha cô chú chị nha. Điện nước là nhà nước hết nha. Ở bên này là chủ có làm một cái hộp ren nè cô chú chị. Đó, khu vực này nè. Ở khu vực phía trước mặt của chú chị mình là cái hộp ren đó, hộp ren tại vì bên trên là qua nó có một cái bồn nước ở bên trên nha cô chú chị nha. Nó có một cái bồn nước ở bên trên nha. Đó, là cái hộp ren của mình nó nằm ở bên trên đó. Ở bên trên lầu 1 thì có khoảng không gian ban công và lầu 2 cũng có khoảng không gian ban công để mình có thể mình phơi đồ. Hoặc là mình trồng cây rồi nó cũng khá là tiện nha cô chú chị. Đã chẳng hạn như chủ á, hiện tại đang trồng một cái cây dừa ở đây nè. Khu vực này sẽ là khu vực khoảng không gian lan can của ngôi nhà mình đây. Khu vực này là cái ban công. Ở chủ hiện tại có trồng một cái cây dừa đó ha. Cửa này là cửa sắt nha cô chú chị ha, sắt kính nha. Đó, lan can tay vịn là bằng sắt, cao khoảng có chừng 1m2 nha. Cao khoảng có 1m2. Đó, đối diện ngôi nhà hàng xóm của mình nè. Đó, khu dân cư hiện hữu hết nha cô chú chị. Khu này khu dân cư hiện hữu ha. Ở đường xá nó rất là rộng rãi nha. Từ đây rẽ phải ra cái là ra tới mặt tiền đường rồi. Rồi ra ngay chỗ tỉnh lộ 10 nó cũng khá là gần nha cô chú chị. Ra ngay chỗ chợ nè, chợ Cây Gia Xà hoặc là chợ Bình Trị Đông cũ nó cũng gần. Hoặc là mình có thể mình ra ngay chỗ giáp ranh với lại quận 6 nó cũng gần cô chú chị ha.
Riêng cái lầu 1 này á, khu vực khoảng không gian lầu 1 này thì có một cái toilet nó nằm ở bên trong phòng này luôn cô chú anh chị. Chủ đã trang bị sẵn cho cô chú anh chị mình một cái toilet nó nằm ở bên trong phòng này luôn. Thì phòng này thì có bồn cầu, lavabo, gương soi, móc treo đồ, rồi vòi sen tắm, đồ đầy đủ hết ha. Có chừa sẵn cái đường ống dây điện để cô chú anh chị mình gắn cái máy nước nóng luôn nè, nó nằm ở bên tay trái nè cô chú anh chị ha. Đó, bên này thì sẽ là mấy cái máng để mình treo khăn đồ đó cô chú anh chị. Đó, bên này là bồn cầu đây, bồn cầu lavabo đây, gương soi đồ đầy đủ hết. Nó gạch ở dưới là gạch nhám ha. Và hiện tại thì cái nền gạch này, cái khoảng không gian, không gian toilet nó cũng cao hơn so với lại cái khoảng không gian này cho cô chú anh chị nha. Rồi, cái này là khoảng không gian cửa sổ của ngôi nhà mình, nó nằm ở bên này nè. Ở cửa sổ thì có khung bảo vệ đồ đầy đủ hết. Đây, trang bị khung bảo vệ. Bên này thì chủ có làm cái hệ thống cửa nhôm. Rồi khung dựng vách nhôm lên này cô chú anh chị, vách nhôm kính lên ha, cao lên tới bên trên luôn. Nếu cô chú anh chị mình để mình xài có máy lạnh nó cũng khá là tiện nha. Đó, thì đường ống máy lạnh thì mình có thể mình gắn ở đây, mình khoét cái lỗ ở đây nè, mình gắn cái máy lạnh ở đây nha. Đó, chủ ngăn vách nhôm kính lên luôn rồi, rất là tuyệt vời. Ở bên này cũng có ốp gạch nè, ốp lên cao khoảng 1m2 nè cô chú anh chị. Và đây là cái cầu thang để mình di chuyển lên bên trên. Cầu thang thì hiện tại là tay vịn là bằng sắt cô chú anh chị nha. Tay vịn bằng sắt, bề mặt đi bằng sắt luôn, nó rất là kiên cố cô chú anh chị. Ở là bên trên lầu 2 thì có một cái phòng ngủ, nói chung là nó rộng lắm cô chú anh chị ơi. Ở lầu 2 là phòng ngủ rất là rộng nha. Mấy cái cây này là cây đà nha cô chú anh chị, cây đà bê tông cốt thép nè. Đó, rất là kiên cố nha cô chú anh chị ha. Để nó chịu lực được mấy cái phần kia của chú anh chị. Ở khu vực này là lầu 2 nha. Lầu 2 nè của chú anh chị nha. Lầu 2 đây, khu vực ban công của ngôi nhà mình là lầu 2 nè. Ở chủ cũng có trồng một cái cây dừa nè của chú anh chị nha. Trồng một cái cây dừa kiển ở đây. Ở phía này sẽ là cái lan can của ngôi nhà mình đây. Lan can ha, lan can bằng sắt cao khoảng chừng 1m2 ha. Cao khoảng chừng 1m2. Rồi có cửa nè cô chú anh chị, cửa kính nè. Đó, khung cửa kính đồ đầy đủ hết bên này. Và bên này sẽ là một phòng ngủ ha. Thì mình về mình có thể mình ngăn vách nhôm kính lên là mình làm được một phòng. Và hiện tại thì nói chung là chủ làm nó không gian mở cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị mình về mình có thể mình tân trang, mình ngăn vách nhôm lên theo cái ý thích của mình. Ở đây thì điện nước, nước chính của nhà nước hết cô chú anh chị nha. Điện nước và nước chính của nhà nước hết. Thì bây giờ ông Hoàng sẽ giới thiệu lên cái lầu 3 cho chúng chị mình xem. Ở khu vực này là cái đường ống nè, đường ống ở trên cái bồn nước nè. Mình cấp nước xuống ở bên dưới của chú chị. Nói chung là nước rất là mạnh đó cô chú chị nha. Nước rất là mạnh luôn. Ở đây là một phòng nè. Ở phòng này rộng rãi lắm cô chú chị ơi. Ở phòng rất là rộng rãi và thoáng nha. Ở phòng rộng rãi thoáng mát của chú chị. Khu vực phía ngoài là ban công. Ở ban công thì cũng có lan can đồ đầy đủ hết. Giờ ông Hoàng sẽ di chuyển lên bên trên lầu 3 nè của chú chị nha. Lầu 3 của ngôi nhà mình thì cũng là một phòng ngủ, nhưng mà không có cửa chính, không có ban công. Thì thay vào đó là chủ có làm một cái sino ở đây nè. Sino ở đây ha. Cái này thì mình cũng có thể mình trồng cây ở đây cũng được nha của chú chị nha. Một cái sino. Đó, một cái sino ở đây nè. Đó, một cái sino ở đây nha cô chú anh chị ha. Thì cái này sẽ là khoảng không gian cửa sổ nha. Cửa này là cửa sổ của chú anh chị. Đó, khu vực này sẽ là một phòng nè. Thì nãy Ngũ Hoàng có nói cho cô chú anh chị mình là cái bồn nước đây. Đó, cái bồn nước của ngôi nhà mình nó nằm ở đây nè. Đó, bồn nước nha cô chú anh chị ha. Ở đây là một phòng. Ở phòng này rộng nha cô chú anh chị. Phòng này rất là rộng nha. Rất là rộng và thoáng luôn á. Rất là rộng và thoáng luôn. Ở bồn nước nho nhỏ xinh xinh. Ở bồn này chắc khoảng cỡ 300 lít đó cô chú anh chị ha, khoảng có 300-400 gì đó. 300-400 lít gì đó. Đó khoảng, tại thấy nó hơi nhỏ nhỏ nè, nhìn nó rất là gọn nha. Ở thì nếu cô chú anh chị nào quan tâm cái ngôi nhà này liên hệ cũng Hoàng ngay để mình qua mình xem cái ngôi nhà nha. Ưng ý gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả. Cô chú anh chị mình quan tâm thì mình liên hệ cũng Hoàng với số điện thoại 0901796379 nha. Đó, nếu cô chú chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình chia sẻ cái video này giúp cho bên Nguyễn Hoàng nha. Và nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo của chú chị ha.
Và bây giờ Thượng Hoàng cũng xin thông báo lại cho chú anh chị mình là ngôi nhà của mình hiện tại đang thuộc con số là 72. 72/37G đường liên khu 16-18 thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân của chú chị ha. Đó, ngôi nhà mình có bề ngang đó là 3m4 và chiều dài là 4m4 nha cô chú anh chị. Lầu 1 và lầu 2 thì cái ban công đua ra thêm được 9 tấc, là chiều dài là được 4m9 của chú anh chị ha. Gồm kết cấu là 1 chạp 3 lầu sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ nha cô chú anh chị. 1 chạp 3 lầu nha cô chú anh chị nha. Đó, tổng diện tích đất của ngôi nhà mình là gần 14m2, nhưng mà diện tích sàn của ngôi nhà mình đó là 60,8m2 của chú anh chị nha. 60,8m2. Ở nhà hiện tại đang có hướng chánh là thuộc hướng Tây của chú anh chị. Ở gồm 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, đang có hướng chánh hướng Tây. Mức giá mà chủ đang gửi cho bên Nguyễn Hoàng là 2 tỷ 180 triệu, 2 tỷ 180 triệu nha cô chú anh chị ha. Giá này thì chủ vẫn còn thương lượng nữa. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm liên hệ Nguyễn Hoàng ngay nha, để mình qua mình xem nhà, ưng ý mình gặp trực tiếp chính chủ của chú anh chị nha. Đó, pháp lý rõ ràng, hoàn công đầy đủ của chú anh chị ơi. Rồi gần ngay chỗ chợ Bình Trị Đông cũ nè, rồi chợ Bình Trị Đông mới, rồi mình gần ngay chỗ chợ Cây Nha Xà luôn, giáp ranh với đầu quận 6 và giáp ranh với lại khu Tinh Lửa luôn, rất là thuận tiện trong việc mà mình di chuyển của chú chị. Thì nếu của chú chị nào quan tâm liên hệ Nguyễn Hoàng ngay để mình qua mình xem liền nha. Và bây giờ thì Nguyễn Hoàng xin chào và hẹn gặp lại của chú chị mình ở clip tiếp theo nha.